Xin chào tất cả các bạn, thì chào mừng các bạn đã đến với kênh Xe TV. Thì hôm nay thì mình sẽ cùng với đưa hai chiếc xe 16 chỗ của Tắc đi đăng ký ở Bình Dương nha, ở từ Bình Dương đi Nha Trang đăng ký nha các bạn. Thì trên đường đi thì mình sẽ xem chiếc xe này trong cái đoạn đường 450 km thì cái nó hoạt động có ổn định, có tốt không, và máy lạnh đồ tất cả mọi thứ trong xe có hoạt động tốt không nha các bạn. Đấy. Thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu để lên xe bắt đầu đi nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Xe TV. Thì hôm nay mình đang trên đường đi từ Bình Dương đi đến thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa để đăng ký hai chiếc xe Tắc 16 chỗ nha các bạn. Thì mình đang chạy chiếc xe này là chiếc xe Tắc 16 chỗ phiên bản limousine nha các bạn. Còn chiếc xe mà phía trước mình đang chạy kia là chiếc xe phiên bản bình thường nha các bạn, xe 16 chỗ của Tắc. Thì đấy, các bạn nhìn có thể thấy khi mà chạy trên đường thì chiếc xe Tắc 16 chỗ trông rất đẹp nha các bạn. Đấy. Thì mình đang đi đến địa phận gần hết Xuân Lộc các bạn ạ, thì thuộc tỉnh Đồng Nai các bạn. Đấy. Mình đã hiện tại là mình đã cũng đi sắp hết Đồng Nai các bạn. Hiện tại thì cảm giác lái của mình thì bây giờ là cũng rất thoải mái. Bây giờ là 11 giờ kém 5 rồi nha các bạn. Đang buổi tối. Thì mình đưa hai chiếc xe này ra ngoài Nha Trang để đăng ký biển số nha các bạn. Thì các bạn có thể thấy đoạn đường buổi tối thì rất là vắng vẻ, ít phương tiện qua lại. Và đây chiếc xe 16 chỗ phiên bản bình thường có tên Sunrise kia các bạn, đi buổi tối thì nó cũng rất là đẹp nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy cái đồng hồ tachometer của chiếc xe nha các bạn. Bởi vì hiện tại là mình đi ra ngoài này đăng ký cho nên mình rút cái dây tachometer ra các bạn, cho nên nó không có hiển thị tốc độ cũng như không có hiển thị số km. Giờ thì cũng rất là vắng vẻ và đi trong đêm tối thì cũng hơi vất vả các bạn. Đấy, ở ngoài kia là có cái gì mà chớp chớp nháy nháy kìa. Cảm giác lái của mình khi đi trên chiếc xe này cảm giác rất cứng cáp các bạn ơi. Đi chiếc xe này thì độ đầm, độ êm ái rất là tốt, với lại cái sự cách âm của nó là cũng rất tốt nha các bạn. Mình đi đi trên xe thì nó không có bị chao đảo nhiều, bởi vì nó có nhiều hệ thống điện tử hiện đại các bạn, cho nên là khi đi trên xe nó chao đảo. Đấy. Với lại cái lốp sau của chiếc xe bên Tắc 16 chỗ này cũng là sử dụng lốp đôi nha các bạn, cho nên là cái độ ổn định cũng như là cái đi cái tuyến đường dài nó không có trao đảo mà độ ổn định của nó cũng rất cao. Đấy. Thì giống như cái video trước thì mình thực hiện cái chuyến đi lái thử cảm nhận cái xe màu đen á các bạn. Thì đoạn đường từ nhà máy ô tô Tắc tại Bình Dương đi đến thành phố biển Vũng Tàu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha các bạn, thì đoạn đường nó 120 km. Thì mình cũng có những cái đánh giá là chất lượng nó cũng tốt, nhưng mà cũng có nhiều bạn nói là đoạn đường 120 km thì cũng chưa có đánh giá được gì á. Thì nhân tiện hôm nay mình cũng đi đăng ký hai chiếc xe này ở ngoài Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, cho nên là đoạn đường từ nhà máy ô tô Tắc thuộc tỉnh Bình Dương thì đi đến thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa thì nó đoạn đường nó tầm khoảng 450 km nha các bạn. Thì với cái đoạn đường 450 km thì mình sẽ
sau khi mình chạy thì mình sẽ nêu những cái cảm nhận cũng như là những cái cảm giác lái cũng như là tất cả các cái hệ thống của trên chiếc xe dắt 16 chỗ này nó hoạt động, xem thử những cái tính năng an toàn cũng như là cái độ ổn định cũng như khả năng tăng tốc, khả năng vượt xe khác, rồi những cái radar cảnh báo, những cái và vân vân, tất cả các tính năng an toàn thì đoạn đường cũng như cái hệ thống máy lạnh của chiếc xe này, đồng thời cái sự tiết kiệm nhiên liệu của chiếc xe nữa nha các bạn. Đây. Đấy. Thì hiện tại thì mình đi với tốc độ ở đây nó không có hiển thị km, không có hiển thị cái tốc độ, nhưng mà mình đoán với cái vòng tua thì vòng tua tầm tới 1.000 các bạn ạ. Tới 1.000 thì tốc độ nó tầm khoảng cả 60 đến 70 các bạn. Và bây giờ mình đang đấy các bạn nhìn thấy chiếc xe dắt 16 chỗ phía trước nha các bạn. Đi cũng rất là đẹp nha các bạn. Rồi chào các bạn, mình sẽ trở lại, hẹn gặp lại các bạn ở cái công đoạn tiếp theo nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình, và hiện tại thì tiếp tục chương trình đi Bình Dương đến Nha Trang. Thì hiện tại mình đã ra đến được cái đường vào sân bay Cam Ranh nha các bạn, cũng gần đến phố Nha Trang rồi. Thì hiện tại mình chạy từ trong kia ra đây thì mình cảm nhận chiếc xe này chạy rất ổn định nha các bạn. Nói chung là hệ thống gầm, hệ thống máy lạnh hoạt động cũng rất tốt, đồng thời thì chiếc xe thì đi rất ổn định các bạn ạ, đi rất êm ái, vượt qua những cái ổ gà, những cái dốc cầu thì cảm giác rất nhẹ nhàng. Đấy, chứ không có bị dòng bị thấp. Xe này thì có trang bị dẫn đường DBS nha các bạn, bởi vì chiếc này là chiếc limousine, có đầy đủ các cái tính năng cũng như hệ thống đèn trần, tủ lạnh, TV, rồi hệ thống đèn 3D. Đấy, đồng thời là camera lùi, cửa tự động vân vân, và tất cả các cái ghế hành khách đều được ghế massage nha các bạn. Đây là một chiếc xe rất là tuyệt vời. Mình đang đi trên đường sân bay Cam Ranh, đi ra sân bay Cam Ranh thì đi tắt đường này thì nhanh hơn nha các bạn. Đi Nha Trang mà đi theo đường này thì rất là nhanh các bạn ạ. Quay các bạn có thể cảm nhận như sao. Bên phải thì người ta đang làm rất là nhiều resort các bạn ạ. Hệ thống số của chiếc xe này cũng rất nhẹ nha các bạn. Đấy, số mình có rất nhẹ nhàng và thoải mái, rất êm máy mượt mà. Đây, và tiếp tục đây là cái khu resort đang xây ở bãi biển Nha Trang, ở gần cái khu Cam Ranh nha các bạn. Tại đang xây nhiều resort rất lớn, những khách sạn 5 sao, khách sạn 7 sao. Đấy, và đường xá được cải tạo, được thiết kế rất đẹp. Đấy. Và đây là chiếc xe dắt mà mình đang điều khiển. Đấy, thì sau một thời gian chạy từ trong kia ra đây thì quãng đường cũng 400 cây rồi, thì mình cảm giác lái rất thoải mái các bạn ạ. Cho nên là bạn nào mà muốn mua xe để vận tải hành khách á, thì mình nên lựa chọn cái dòng xe dắt này, bởi vì thứ nhất là cái giá xe nó cũng vừa phải vừa túi tiền, cái thứ hai nữa là cái chế độ bảo hành nó dài, đồng thời thì cái xe này nó rất cao, rất rộng, và lốp sau là lốp đôi nha các bạn, cho nên là nó rất an toàn.
cũng như là hành khách mà ngồi trên xe là cảm giác rất là thoải mái, cũng như đi lại dễ dàng bởi vì nó cao thoải mái các bạn ơi. Cái tầm nhìn, tầm quan sát rất rộng rãi, cho nên là đây là một chiếc xe rất là kinh tế và thu hồi vốn nhanh đó các bạn. Thì các bạn nên mua cái dòng xe này để mình vận tải hành khách, bởi vì cái dòng xe này thì cái niên hạn của nó chỉ 20 năm thôi. Nếu mà các bạn mua cái dòng xe mà cao tiền quá thì mình sẽ thu hồi vốn chậm, với lại cái lãi suất mình trả ngân hàng nó cũng nhiều hơn. Do đó thì dường như cái nhu cầu vận chuyển hành khách bình thường thì mình nên mua cái dòng dòng này các bạn ạ. Bên mình cũng có cái dòng limousine nữa. Dòng limousine thì các ghế đều massage, cải tạo được nhiều bộ ghế nha các bạn, cho nên là các bạn thoải mái lựa chọn phiên bản thường và phiên bản limousine. Đấy.